rồi cho chào tầm mốt một kính chào quý khách hàng quý vị khán giả. Video này mình cập nhật, mình chia sẻ chỗ bán thịt bò nha quý vị, bán thịt bò của bạn mình nha quý vị. Ở đây cũng bán cua biển nè quý vị, rồi bò nè, rồi chim cò luôn. Ê, cái này là chim gì thấy bự bự hả? Cái này là con việt. À, con việt. Cái đó là nhiêu ký? 270 anh ơi. 270 ký. Sạch sẽ cho anh vậy chưa nấu rồi. Ký rưỡi, ký ba, ký tư. 270 ký hả? 270. Cò cầm cọc. Ê, cái con này con gì hả? Hả? Này nè. Cò hả? Cái đó là nhiêu? Cũng 270 hay làm thẳng vậy hả? À, 270 ngàn á. Ký quý vị. Còn có quyết cái đang bán đó là nhiêu ạ? À? 30 ngàn quý vị. Hả? Cọc cọc á hả? À, con màu đen đen á hả? À, cọc cọc á, cọc cọc này cũng 270 luôn hả? Đúng rồi, con anh lấy con nào lấy? À, con lấy con nào lấy? Chỗ 1 kg 270. À, canh ký quý vị. Kim cò này á là làm sạch vậy á. Nhà nó bọc nhà, đồ áo vậy nè. À. Cọc cọc á hả? Cọc cọc. Cò đồ cũng vậy nè. À, cò cũng vậy. 270 ngàn. Ồ, đang rước Việt Kiều hả? Đang rước Việt Kiều á, lắm lên Việt Kiều luôn à. Hả? Rồi. Còn cái sản phẩm vậy hả? Cái này đồ bắn luôn nè. Cũng như người ta đi săn á. Đi bắn á, nè đạn nè. Đạn nó bắn nè. Nè đạn bắn không bắn. Không có đâu nha. Rồi biết rồi. Đạn bắn không à, vô đạn bắn thấy không? Chim cò á là... Chim cò á là... Tư xanh à. Chim cò là 270 ngàn. Thấy đây mình thấy có việt, có cò, có cọc cọc. Việt cò cọc cọc cái gì nữa? Việt dạc. Cọc cọc. Đó, còn cua này nhiêu ký? Hả? Bao nhiêu? 4 con 5 con 250. 1 ký. Bò lớn cuốn, lớn cuốn. Dẫn dẫn hà dẫn cua cua thịt bò tơ nhà mẫu. Bỏ này luôn heo heo này ha. À, dựng này nhiêu ạ? Dựng này 90 ngàn. Thì đó, ở đây thì mới tin luôn á, dựng nè. Cái đầu lòng đó có lưỡi bò nè, lòng bò nè. Lỗ tai bò. Má mõm, nguyên cái đầu luôn đó. À, nguyên cái đầu. 120 ngàn ký. Má mõm lưỡi đó quý vị. Giao cho quán lẩu đâu đó. À, giao quán lẩu ha. Quán lẩu bò á, đầu bò á, lưỡi bò đó. Ở đây là thịt bò nóng mới 100% luôn. Rồi. Đó, con cái cục gì? Cái này thẳng nó biết con lòng heo đồ bán hết từ sáng nha. Lòng heo bán nhiêu? Lòng heo 120 bán hết từ sáng. Lòng heo 120 bán hết rồi, còn cái cặc này là nhiêu ạ? Cái cặc này nhà mẫu. Thì cũng giá không mà giờ này nè. 120. Rồi qua đây. Rồi. Tim cò đó cho chị coi, chị mua tim cò. Qua anh Lâm bò. Qua anh Lâm bán thịt bò, đây anh Lâm lên chị Kiều à. Đó, đặc biệt có cái món chim cò. Chim cò làm sẵn 270 ngàn ký quý vị. Hồng hồng luôn. Ở một phòng nhiều lắm. Ta đi săn đi bán rồi. Đuôi bò. Rồi bạn đọc số giá đi. Bò phải không? Bò. Bán gì phải không?
Ừ. Đây bán vậy chỗ khác, đây bò nhà mẫu. Bò nhà mẫu. Mua anh gì bạn 240, chứ chỗ khác là bán 280 á. À 240. Cái đó là cái gì? Cái đó là gì? Tái. Tái tái tái. 240. Còn bắp này 220. Bắp 220. Còn nạm 180. Bắp 220 nạm 180. Có ba đôi nạm năm gầu. Là nạm gầu. Rồi nạm cổ á. Nạm cổ. Thì cái giá cũng mang tính tham khảo rồi để cho ông bán hàng. Đặt chỗ cho ông bán hàng. Bên đây là bán thịt heo luôn quý vị. Thịt bò, bò tơ nhà mẫu nha quý vị. Thì quý anh chị có mua thịt bò đó thì cái giá 240, 220, 200 thì bò nó bò mới nó đủ loại nha quý vị, bò nhà làm mà cái gì cũng có, mua cái món gì cũng mình đặt trước là cái ta làm mà mình muốn ăn cái món nào thì cũng đều có hết. Thì cái số điện thoại của mình trên màn hình video đó quý vị, quý vị cứ gọi đặt thì mình cũng ship bằng cái giá ship tính ký lô vậy quý vị, cứ ký lô vậy là ở khu vực ngoại thành là cứ 3,000 đồng nha quý vị, phí đi mua hàng và phí ship đến cho quý khách hàng luôn. Nhưng mà lưu ý cái chỗ mà quý vị khách hàng gần xa đó là phải mua thịt bò rồi mua rau mua cả gì đó cho được 50 kg nha quý vị, tại vì phí mua hàng phí mua ship mỗi khi cái thời gian giống như kiểu nó tốn nửa ngày của mình đó quý vị, nó tốn mà một chuyến đi vậy là phải 150 ngàn nha quý vị, là cái phí ship mà nó ít nhất mà để cho mình nhận mình ship đó nha quý vị, chứ mà mua 1-2 kg mà kêu mình ship đi là mình không có ship nha quý vị, 10 kg con cũng ship nữa thì mua nhiều quá, 10 kg mà quý anh chị em mà trả 150 ngàn tiền phí ship rồi vẫn ship cho quý anh chị cũng được, nhưng có cái là đó giờ cái mình mua nó cao quá quý vị, phí ship vậy nó cao quá mà mua cái mặt hàng nó lại ít á, nhưng mà nếu cần á thì nếu quý vị nhờ quý anh chị em mà có cần gấp á và cũng như là kiểu như không có tính đến cái tiền phí ship á thì mình cứ kêu gọi mình cũng vẫn ship đi được nha quý vị, mấy anh em đây vẫn ship đi bao nhiêu ký cũng ship hết á, nhưng mà tối thiểu á là thu về là 150 ngàn tiền phí ship rồi. Còn thịt bò ở đây á, thịt bò ở đây là mới hoàn toàn, ngày nào cũng mổ hết, mua quý anh chị em mà mua lẩu đuôi bò nè, rồi lòng bò nè, rồi xương, rồi ở đây có chim cò đó thì mình cũng review qua một cái số giá mang tính tham khảo quý vị, rồi quý anh chị em đặt hàng á thì mình sẽ mua và tính giá thực tế ở vào thời điểm đó quý vị. Ví dụ chỗ này á, chỗ em bạn mà em bán á thì tính 220, 240 gì đó thì mình cũng tính với quý khách hàng á, mua hàng á, thuê cái dịch vụ bên mình vận chuyển á, cũng bằng cái giá đó quý vị, cũng 220, 240 quý vị, y chang như vậy luôn. Rồi ở đây nè có bán thịt heo quý vị, thịt heo của lâu quá không biết chị này chơi tên chị gì, chị Châu hả ta? Bà chị bán thịt heo cho hỏi giá thịt heo này chút xíu coi thì cũng mang tới tham khảo nha quý vị, lâu quá rồi lại chị tên gì không biết, cái vú heo đó nhiều à, ba rọi á, ba rọi 100 ngàn, cái này thịt heo heo tơ quý vị, ba rọi 100 nè, đùi nạc vai gì nè, đùi nhiêu, đùi 80, sườn non hả, sườn non 150, cốc lết nhiêu à, cốc lết 85 ngàn, chân trước chân sau là nhiêu, chân trước chân sau 75 ngàn quý vị. Rồi thông tin cái giá thịt heo là như vậy quý vị,
Vậy là ba rọi là 85 ngàn ha. Ba rọi là 100. Rồi 85. Rồi 80. Cốc lết 85. Rồi ở đây là chị bán vậy. Là giá bán lẻ quý vị, mua 1 ký cũng bán. Đó bên đó thì thịt heo, bên đó thịt bò, bên đây thịt heo quý vị. Thịt bò, thịt heo mang tính tham khảo quý vị. Rồi cảm ơn chị nha. Ở bên kia là liên cá đồng, bán lương đồng, cá đào, cá lóc đồng, cá tê đồng, cá rô đồng. À, ở chỗ kia là em Liên bán, vợ chồng Liên bán. Ở đây đó thì thịt bò vậy quý vị. Lâm ơi, Lâm, cái đuôi bò đó nhiêu ký vậy Lâm? Đuôi bò nhiêu ký ạ? Cái đuôi bò này 180 ngàn ký. Đuôi bò 180 ngàn ký. Rồi cái miếng giống miếng ba rọi đó là cái giống gì vậy Lâm? Dạ cái đó cái nằm bụng của ba chỉ. À nằm bụng ba chỉ đó nhiêu? 160 ngàn ký. Rồi cái này sườn là nhiêu? Sườn 160 ngàn ký luôn. Sườn 160 ngàn ký luôn. Xương bò nhiêu? Xương bò 35 ngàn ký. Xương bò 35 ngàn ký. Rồi cảm ơn. Rồi mang tính tham khảo vậy quý vị, đơn giản qua một số mặt hàng vậy thì tái gì đó nãy 240, còn nạm gầu gì đó 200 220, bắp bò mới 220 224. Cũng mang tính tham khảo gì. Rồi đây có bán là cua biển đó nha quý vị. Ê, nãy cua biển nói giá nhiều không Phú? 250 có, 208 có. Mở loại nhỏ nha quý vị, 4-5 con ký. Cua biển ở bên đây nữa. Đây là đường Nguyễn Thị Sáu. Thịt bò, thịt heo. Cập nhật giá thịt bò, thịt heo mang tính tham khảo quý vị và quý anh chị em mà ở khu vực nội thành á, có ăn thịt bò nóng thì cứ gọi cho mình nha quý vị, ship đến nơi luôn. Lòng bò, đuôi bò, dựng bò. Rồi có bán chim cò luôn. Rồi video mình chia sẻ đến đây quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.